Vào đi. Vào luôn. Mày giết thằng dây cho tao, nhớ chưa? Vâng, thưa đại ca. He he, thằng dây kia rồi. Được rồi, thế nhé. Đau ạ. Đau quá, thì về thôi. Mày làm ăn kiểu gì vậy hả? Sao nó không chết? Phí tiền tao thuê mày. Cút đi đồ ăn hại. Còn thằng kia nữa, chuẩn bị vào đi. Dạ thưa đại ca. Mày giết thằng dây tao nào, tao sẽ có thưởng. Dạ. Đừng mắc sai lầm một thằng kia, mày hiểu chứ? Vâng thưa đại ca. Đứng lại. Có chuyện gì? Không có gì, chỉ là tao muốn mày xuống chầu Diêm Vương thôi mà. Chết đi.